hôm nay sẽ là một trận đấu tay đôi đánh nhau ở trong game thôi nha, của Không Cần Sammy đấu chung với Simmy và Kyron. Yeah. Rồi ok, bắt đầu thôi Kai ơi, let's go. Rồi vô let's go, nha. Let's go. Để coi ai thắng ai thua nè, mấy bạn đón coi ai thắng ai thua nha các bạn nha. Đây từ để tôi chọn tướng đã. Đây. Ok, để vô chọn tướng nè, sẵn sàng chưa Kai ơi? Sẵn sàng rồi bạn ơi, let's go, let's go. Tàn đúng không? Ok, vô. Để coi coi kỳ này là ai hơn ai nè. Vô. Rồi để coi bạn ơi, trời ơi chơi Lý Tử Long à. Lý Tử Long bạn ơi. Dạ, nhìn Kyron là rapper hả? Rapper đấu với Lý Tử Long hả? Yeah, yes sir, mình là Lý Tử Long. À lộn lộn, mình là rapper, lộn lộn. Rapper đấu với Lý Tử Long. Vô đây. Nào. Đây bạn ơi. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. À, mới vô. Vô đây. Ây da, mới vô. Ây da, ây da, ây da. Đấm, đấm bay. Bạn đấm bay bạn ơi. Dạ. Biết dùng chiêu phết nha. Biết dùng chiêu phết nha. Ây, xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Em xin lỗi, ôi em xin lỗi, em xin lỗi. Ai dùng chiêu hụt nha bạn ơi, bạn dùng dùng chiêu hụt à, hụt là không sao bạn, hụt là hụt hụt là không sao bạn, hụt là không sao bạn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi là xin lỗi sao bạn, xin lỗi là xin lỗi vậy nè, xin lỗi vậy nè, ui bây giờ bay vậy nè, bay vậy nè, bay sao, bay sao bạn, bay vậy nè. Không đem cố hay sao ơi. Ây da. Mình nắm bàn này rồi. Đó. Ôi trời ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Không đem cố hay sao ơi. Mưa mình chết rồi. Cái ấy à. Không sao, không sao. Mưa với mình nha bạn. Nhưng còn một bạn nữa, còn một bạn nữa. Cố lên. Ông phải chứng minh cho người ta biết ông là Lý Tiểu Long Riêu chứ. Không đem cố gắng sao ơi. Ui không, ui không. Nghe thẻ rồi. Ủa. Thủ mà cách nào? Thủ rồi sao? Thủ rồi sao? Nào quá bạn ơi. Thủ rồi sao? Thủ sao cay? Thủ sao cay? Thủ sao cay? Thủ sao cay? Trời ơi đau quá, đau quá trời ơi. Ăn cú đấm nè. Ăn cú đá nè. Đá nào? Ui ui ui. Đá nào? Đá nào? Đá bên này nè. Đá bên này nè cay ơi. Đá bên này nè cay ơi. Ui không lâu mà bỏ rồi. Đá bên này nè cay ơi. Ok, không sao, không sao. Thôi ơi, nếu mà bạn không biết là nãy mình vừa mình thôi, giờ mình mới chơi thiệt nè. Vậy hả? Vậy vừa hả? Vừa hả? Vừa hả cây? Vừa hả cây? Tiêu à? Chết tiêu à? Vừa hả cây? Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long, ấy à? Ấy à đâu á? Ấy à, ấy à, ấy à? Vừa, vừa, Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long nè. Lý Tiểu Long không? Lý Tử Long, Lý Tử Long, Lý Tử Long, Lý Tử Long, Lý Tử Long nè, Lý Tử Long nè, Lý Tử Long nè, Lý Tử Long nè cây, Lý Tử Long nè cây, Lý Tử Long nè cây, Lý hả? Không chữ này không, Lý Tử Long gì, Lý 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 này nè, Lý này nè. Và bây giờ sẽ đến trận giữa Simmy và Kyron. Tôi làm lộn. Simmy và Sammy. Mày không cần má ơi. Anh lộn Simmy giờ Sammy lộn mình cũng lộn theo. Rồi rồi Sam chơi con gì nè? Ờ cho tôi chơi con này đi. Tôi thích con này. Này đúng không? Nghe ngầu quá nè, nhìn ngầu quá. Ôi, trận đấu này là một trận đấu căng thẳng giữa Simmy và Sammy. Ồ, hai người là chơi cùng tướng luôn nha. Xin đôi chơi xin đôi. Ờ xin đôi chơi tôi xin đôi nha. Cố lên Sam ơi, phải để cho Simmy biết thế nào là lấy đồ. Ôi, nhìn mặt tôi làm gì vậy? Cố lên Sam ơi, cái tên là Sam. Cố lên Sam, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, Sam combo ghê quá. Ô, Simmy cũng không kém cạnh gì. Vâng, rất căng thẳng đúng không quý vị? Ôi, cố lên Sam, cố lên, hồi nãy không thắng rồi Sam, Sam phải thắng nha Sam. Ôi, ôi, né chiêu, ôi, phải xin né chiêu. Ôi, được rồi. Rồi, Simmy dùng nhiều combo ấy. Ôi, ôi, wow, 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 wow. Ây, trời ơi. Simmy liên tục luôn. Hiện tại, Simmy đang áp đảo Sammy rồi. Ôi, ôi đâu. Căng thẳng quá. Làm được cái gì mà 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 làm được cái gì. Sammy phải vừa đánh vừa né, hiểu không? Sammy phải đỡ. Nè, nè,
Bé 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 xin ra xì bam xin ra. Tammy chưa có quen chơi này các bạn ạ. Ủa sao lại đó chứ. Ôi. Trời ơi, bây giờ chỉ dùng đúng một kia thôi. Ôi. 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 Wow, chỉ dùng đúng một chiêu luôn á. Ôi. Ủa anh Sam ơi, cố lên, cố lên. Yên tâm đi, đến tận hai mạng lận mình vẫn có thể còn cơ hội cố gắng mà. Chứ anh Sam đi vừa mới được mang này. Ôi. Ôi ôi. Xem ra liên tục dùng kiếm rồi. Ôi không. Simmy mới vừa trả thù cho Kairon. Ok rồi. Ok bạn ơi, thì nói chung á là cái luật chơi của bọn mình á là bọn mình sẽ chơi 5 trận và sau hết 5 trận thì cặp đôi nào chiến thắng á thì sẽ được cặp đôi kia bao cho một chầu trà sữa siêu to khổng lồ nha. Ok. Trà sữa nha. Ok vô nha. Rồi tôi xong rồi đó. Vô. Yeah, let's go, let's go. Oh, okay, người khổng lồ Sam. Vậy hồi nãy có nghĩa là Simmy với Sammy là Sam thua Sim có nghĩa là một điều đúng không? Một điều, một điều. Yeah, đúng rồi, một điều rồi đó, một điều rồi đó. Điều, một điều, một điều. Người khỉ và người. Người khổng lồ Sam. À, khổng lồ xanh và Kairon TV. Yeah, yeah. Ê, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. À, dứt điện nè, dứt điện nè, dứt điện nè, dứt điện nè, dứt điện nè. Ây da. Đùa một tí mà bạn tưởng thật á. Đùa một tí nào, đùa tí nào, đùa tí nào, đùa tí nào, đùa tí nào. À, xin lỗi mà. Mình xin lỗi bạn nè. Đã xin lỗi rồi mà. Xin lỗi sao, xin lỗi sao. Xin lỗi gì nè. Xin lỗi sao. À, tại vì, em làm cái gì. Mày chết chết được hả. À. Xin lỗi sao cây à, xin lỗi sao cây, xin lỗi sao cây. Quá mạnh. Kiểu này đúng thẳng lối bạn. Kiểu này đúng đúng ghét luôn. Buồn quá. Cây ơi, cây ơi. Sao hả, sao cây, sao cây. Xin lỗi, xin lỗi. Từ từ đó mọi người, từ từ đó mọi người, từ từ thôi. Từ từ sao, từ từ sao. Ây da, từ từ sao. Từ từ vậy nè. Từ từ sao. Ây da. Không, đang cố, đang cố. Ê. Gì vậy trời. Ê. Xin lỗi. Ba mồi đó. Rồi vô không? Cái gì? Cái này nè. Cái này nè. Cái đặt đâu? Ok, trận đấu giữa Simmy và Sammy. 2-1. Yeah. Xin lỗi ba mẹ, con không làm được. Ok, vô. Bây giờ là trận đấu giữa Simmy và Sammy. Let's go. Ồ, cả hai người đều chơi Lily luôn. Ủa, tiếp hả? Okay, nhìn mặt kêu khích nha. Nhìn mặt này khác nhau. Khác nhau mà. Căng thẳng nha, chuẩn bị căng thẳng nha. Ui, đi dễ thương kìa. Ui. Wow, combat cũng được á. Ui, cái gì vậy? Ui, đập mạnh đi. Wow, hay quá Sam ơi, có anh Sam ơi. Bình tĩnh, đừng bản nút, cứ bình tĩnh từ. Có lên anh Sam ơi. Ui, ui, combat đẹp quá vậy. Anh em mình đánh nhau còn bình thường, chị em đánh nhau căng thẳng lắm. Thôi anh cố lên để mình giành 2-1 Sam ơi. Ở mình giành 3-1. Ôi trời ơi. Ôi trời, tuyệt chiêu hay vậy. Ôi nhân vật này tuyệt chiêu hay ghê. Còn miếng máu ơi. Ok, còn miếng máu. Còn xin chưa đi.
căng nha, căng nha, căng nha. Careless. Tỉnh, 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 tỉnh. Ôi tính ra mấy cái này tuyệt chiêu này ra chiêu đẹp ghê. Ủa wow. Các bạn biết Sammy đang bấm nút sao nè. Vậy à. Ôi trời ơi Sammy dùng. Ôi Sammy dùng. Ôi Sammy dùng. Ôi xíu nào còn xíu máu ơi. Bình tĩnh Sammy. Bình tĩnh. Hay quá Sammy ơi. Tuyệt chiêu đẹp á. Ngoài đúng rồi hay quá né được. Đúng rồi hay quá. Ui chém nhau căng thẳng kìa. Không nhìn thấy căng quá bạn ơi, căng quá, căng quá. Ui, ui, ui. No. Okay. Chúng ta vẫn còn trận cuối cùng. Ok. Và bây giờ tôi sẽ là một người bình luận viên nha các bạn nha. Ok, và hiện tại bây giờ máu của hai chị em đều đã bằng nhau. Sammy vừa mới ra một combo tuyệt chiêu. Sammy đã gục xuống rồi. Sammy liên tục xoáy vào phía sau. Ui trời. Ui trời. Càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày. Ôi tôi hết bình luận được mấy bà, đánh nhau loạn quá tôi không bình luận được. Ui ui. Tạm ơn, cố lên. Yes sir. Sim mất nữa máu ơi, Sim mất máu hơn, cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đâu, Sam bình tĩnh đi không, Sam bình tĩnh. Nhảy qua nhảy lại đi, Simmy cũng hay nhảy à. Nhảy lại thôi. Đúng rồi. Ôi mình giống heo huấn luyện viên các bạn ơi. Yeah. Hay quá Sam ơi, cố lên từ từ bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Ui ui ui, hay hay hay. Yeah. Ôi trời ơi, Sammy ra chiêu ghê quá à. Được, bạn muốn thì mình chiêu. Rồi, đâm đâm nha. Rồi, đâm đâm nè, mình chọn đâm đâm nè. Chơi bạn. Đâm đâm là không biết tưởng gì nha bạn. Mày đòn khóc. Mày khóc lên nữa là mình khóc hết. Yeah, 3-1 rồi bạn ơi. Đúng rồi. Lily. Oh my god, Lily và Zuri. Càng quá ta, càng quá ta. Nó lệch vỏ không? Càng quá ta, càng quá ta. Áp lực quá. Không biết rồi, áp lực quá. Áp lực quá. Muốn quá quá. Wow. Ok, vậy bây giờ mình sẽ chọn dùm Sim nha. Kai sẽ chọn cho Sim. Cho Sam Honda. Không, Kai sẽ chọn cho Sim hôm nay. Honda là cái gì? Trận này mà Sam thắng đó là mình thắng luôn á. Sumo. Okay. Sumo nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc chiến của anh Sumo. Đó là chị á. Sumo là nó đôi đúng không? Wow! Wow, đã vậy. Sumo lấy thuộc mọi người rồi. Mình này sẽ đánh được các bạn ơi. Chết rồi. Sao đâu, Sumo yếu lắm. Trời ơi, Sumo. Nó đúng không? Đó Sumo yếu xìu rồi, không yếu lắm ta. Lấy thuốc wow. Em ơi. Chua. Wow. Ui, càng quá.
Ủa, wow, ai, đẹp lắm. Kiểu cái chảy tưng 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 á. Wow. Kiểu wow. Sợ hết trơn, không nhìn được ai gì hết trơn. Trời ơi. Hey, Simmy đang áp đảo rồi bạn ơi. Ui 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 sao bị trưởng, ui sao bị trưởng. Ui đúng rồi, né hay quá. Sao đúng rồi, né vậy, đúng rồi. Mình cứ nhảy qua nhảy lại, né chiêu đúng không? Rồi mình mà bị đánh. Yeah. Hay quá Sam ơi. Wow. Hay. Yeah. Ui, đâu 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 đâu. Mình đâu rồi. Nhảy đi, né chiêu, nhảy. Ui. Ui đúng rồi. Ôi con, phát nữa. Ôi. Ui. Yeah. Chị luôn ok. Bình tĩnh. Yeah. Đâu. Chuẩn đúng rồi Sam, chuẩn. Nếu mà đánh được đối thủ cứ bấm liên tục một vòng chiêu thôi, spam đúng không? Họ đánh spam thôi. Lại gần xong spam hiểu không? Sam cứ đi lại gần đi. Ui. Cố lên. Mình sắp hòa, cố lên Sam. Ui. Ôi chuẩn. Chuẩn. Sam đi cái chuẩn. Trời ơi, Phong ơi, trận cuối này bạn có muốn mình với bạn chơi không? Trời ơi, sợ gì? Tại gì? Trận cuối chơi luôn. Ok rồi, từ nha, đưa mình đeo tai nghe. Trận cuối là Phong với Cài đúng không? Từ nha, mình nha. Ok. Ê, cái gì vậy? Ủa gì? Ủa, vô mà. Vô. Vô nè. Vô. Bạn sẽ biết thế nào sức mạnh của Phong cần tiền gì? Mình xin lỗi bạn nhiều mà. Trời ơi, mình có làm gì đâu. Mình có làm gì bạn đâu mà bạn có làm gì đâu. Chắc là phải trà sữa mà phải có thêm tí giác vàng nè, với lại thêm sừng tê giác rồi móng chân khủng long á. Mình ăn cho nó ngon. Ok bạn ơi, và nếu như bạn nào mà thích Hero Team bọn mình sẽ chơi tiếp cái trò đánh nhau này nữa, biết đâu trận sau sẽ có thêm dịch với Camu thì sao, đúng không? Đấy. Thì bạn hãy nhấn nút like video này và đăng ký kênh. Sau đó nhấn vào nút comment là hãy chơi game này tiếp đi anh. Đúng thì rồi. Mình sẽ chơi game này tiếp nha. Ok cô dì. Bye bye. Hẹn gặp lại bạn những video lần sau. Ok rồi, cay sao rồi cay? Bye bye. Chết rồi. Bye mọi người nha. Tạm biệt.